Anh Hiến hả? Ủa? Thì hồi nãy anh chuyển 50.000 em nhận được rồi đó nha, em cũng gửi cái máy cho anh rồi đó. Rồi ok, Ủa bên anh hồi Hiến nãy là anh hôm nói bữa nha. trước anh làm cái chòi đó hết bao nhiêu tiền anh Hiến? Hết mấy triệu à em ơi? Khoảng mấy triệu? Năm mấy triệu, năm ba Năm triệu. năm mươi mấy triệu á hả? Ủa rồi rồi người ta có bao cho anh là dơi nó về không hay là sao mà anh lúc đầu anh không mua máy của em luôn mà anh đợi chờ? Nó không có bao nhưng mà nó nói với anh là nó bảo nó thằng em mà nó bảo an tâm đi, là nó ba chắc chắn là rơi nó về, làm là chắc chắn là rơi nó về, nên bắt đầu xong rồi anh thấy không về anh mới lên mạng anh kiếm gặp em á. Dạ thì lúc đầu thì anh gặp em anh cũng chừng chừ ha, thì em cũng thông cảm cho anh tại Là vì thì nó nói là nó bảo là nó không bao nhưng mà nó nói là bảo là gì đấy, là rơi sẽ về đó, là thì nói nó chung nếu bảo là trước mà sau gì bây nó về. dạ thì nói chung anh Hiến á, là bây giờ mình làm cái chòi ra thì con dê nó cũng về chứ không phải không về, nhưng mà nó lâu anh hiểu không. Rồi ví dụ Đúng như rồi, chẳng may mà bây giờ nó về nó ở đi mà anh cứ làm những cái động tác mà sai á, hoặc là những cái gì con rắn con này con kia nó lên á mà nó lại bỏ đi á, mà mình lại chờ theo cái kiểu đó nữa thì nó rất là lâu á anh Hiến. Đâm ra là hiểu bên em hiểu. là bán cái máy giống như anh thấy em bán cho nhiều anh em trên mạng người ta làm thành công đó, thì ví dụ như anh về anh làm thành công thì cái máy anh cất đi, rồi ví dụ như chẳng may mà nó bỏ đi á thì anh lại dùng lại cách cũ là con dê nó quay trở về nó ở thôi. Nếu anh mà biết được vậy thì anh đi mấy, là bây giờ là có chơi lại có cái thu nhập rồi. Mẹ nó cứ bảo cái nó chặt cái cây đó là coi như chơi có đúng coi À như có nghĩa là ổng lấy mấy cái cây là mà cắt. dê, ổng lấy mấy cái cây mà dê nó ở sẵn rồi đó ha, ổng đem về cho nó có mùi hả, rồi nó bay về giống như Mà kiểu dơi vậy. bữa đó nhiều lắm, bữa đó dơi phải cả trăm con, là nó chặt bắt đầu nó ôm con, bắt đầu nó dùng rồi nó lại cũng không lấy về, chứ làm xong nó chỉ lấy lá về, nó bảo là thế nào cũng về rồi cái. Em cũng nói bảo làm anh ấy cũng cái này cũng làm giàu cũng kiếm ngày công mà không. Không ở anh đây là anh làm những như năng lượng thì gì? Ví dụ anh có bảo vệ á, thì trong năng lượng phải coi cả cái đó cho anh mà. Dạ. Rồi cái máy này kêu có khoảng mấy bữa thì nó rơi nó về em. Thì như em đã trao đổi với anh á, thì nếu mà anh làm theo hướng dẫn của em thì cao lắm mình chừng chục ngày, còn không thì 3 4 ngày đã về luôn, có nhiều người mua về 2 3 ngày là có luôn anh. Thế à, rồi Dạ ok rồi thì nói chung rồi ra thì anh mua của em chỉ cho anh làm là ok, anh yên tâm phần đó. rồi 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 ok Rồi em, cảm ơn trước em mắt thì nhiều cứ như nha. vậy nha. Ok em, Rồi 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 ok anh.